Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 12 hàng năm được chọn là Ngày của Phở. Sự kiện được khởi xướng từ năm 2017 và trở thành một hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực quan trọng, góp phần nâng tầm ẩm thực Việt Nam và lan tỏa món phở truyền thống của Việt Nam ra khắp thế giới. Để chào mừng Ngày của Phở 12 tháng 12, Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn bài viết Phở trong văn chương Việt của tác giả Đỗ Anh Vũ, được đăng trên báo Đại Đoàn Kết, số ra ngày 24 tháng 4 năm 2020. Trong các món ăn truyền thống được người Việt yêu thích, phở là món ăn thật đặc biệt, từ giới bình dân cho tới giới thượng lưu. Bất cứ ai cũng có thể bước chân vào hàng phở. Người ta có thể ăn phở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Phở sáng, phở trưa, phở chiều, phở tối, phở đêm. Chỉ cần đói bụng là có thể ăn. Thời bao cấp khó khăn, phở được coi là thứ quà sang trọng bậc nhất. Chỉ khi nào nhà có người ốm mới được mua phở về. Đến nay đa số mọi người đều cho rằng phở xuất phát từ Nam Định vào những năm đầu của thế kỷ 20, rồi từ đó lan rộng ra tất cả các tỉnh thành. Và đến nay, phở đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như một đặc sản mang thương hiệu Việt Nam. Án tùy bút đầu tiên viết về phở có lẽ thuộc về Thạch Lam trong tập sách Hà Nội 36 phố phường do nhà xuất bản Đời Nay in lần đầu vào năm 1943. Trong bài Quà Hà Nội Hàng Quà Rong, nhà văn dành một đoạn riêng để nói về phở. Đối với Thạch Lam, một bát phở ngon là khi nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt và hành tây đủ cả. Ông còn phát hiện ra một nơi có phở rất ngon mà ít người biết đến. Đó là gánh phở trong nhà thương mà bà bán hàng cùng hai cô con gái đều là những người ngoan đạo. Nước thì trong và lúc nào cũng nóng bỏng, khói lên nghi ngút, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm chút cà cuốn, thoảng nhẹ như một nghi ngờ. Cho đến năm 1957, Nguyễn Tuân viết bài Tùy Bút Phở với nhiều phát hiện độc đáo. Nào là sự phân biệt giữa sẩu và xương trong nồi phở. Nhiều người cứ nghĩ sẩu cũng giống như xương là một tiếng đệm mà thôi. Nhưng thực ra, sẩu có nghĩa là những đầu xương trong nồi phở có dính thịt và những cái xương chưa róc hết thịt. Như vậy uống rượu với bát sẩu hẳn sẽ thú vị hơn nhiều so với bát xương, bởi sẩu đồng nghĩa với việc còn nhiều thứ để gặm. Nguyễn Tuân còn phát hiện ra các đơn vị từ thú vị khác của chuyên ngành phở như quả thăng, mũ phở, tên của các cửa hàng phở thường chỉ có một tiếng và là những cái tên dân giả như phở phúc, phở tư, phở gù, phở sức, vân vân. Bài Tùy Bút Phở được viết trong chuyến đi công tác tận Phần Lan. Nhà văn được mời đủ các món ngon vật lạ trên nước bạn mà vẫn không nguôi nhớ món phở quê mình mà ông gọi là một món quà cổ điển rất tính chất dân tộc của ta. Và bát phở ngon nhất đối với Nguyễn Tuân luôn luôn là một bát phở cổ truyền Hà Nội, ăn ngay bên lò than quả bàn đỏ lửa giữa ngàn năm văn vật. Sau Nguyễn Tuân cũng có một người xa đất Bắc nhớ về phở, đó là Vũ Bằng. Trong cuốn Tùy Bút Mí Ngon Hà Nội in năm 1960, phở là món ăn được nhớ tới đầu tiên qua bài viết Phở Bò Món Quà Căn Bản. Theo Vũ Bằng, một người Việt Nam bình thường có thể không ăn bánh bao bánh bè, không ăn mì, không ăn xôi, nhưng chắc chắn là ai cũng từng ăn phở. Ông nhớ về từng hàng phở của Hà Nội xưa như phở sức, phở nhà thương Phủ Doãn, phở Đông Mỹ ở phố mới, phở cống vòng kéo xe, phở mũ đỏ đằng sau miếu chợ hôm, phở tàu bay ở ngã ba phố Hàm Long, vân vân. Mỗi hàng phở lại có một đặc điểm riêng, nhưng tóm lại có ba hình thức bán phở cơ bản là phở xe, phở gánh và phở hiệu. Vũ Bằng dành nhiều thời gian hơn cả để tả về phở tráng ở phố Hàng Thang, được mệnh danh là vua phở năm 1952. Ông gọi bát phở ấy là một bài thơ phở. Cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, để mấy cọng rau xanh thơm biên biết, mấy nhát gừng màu vàng thái mướp như tơ, mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa tiên, vừa đỏ sẫm như hoa lựu, vân vân. Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên.
Dân ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo. Thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt. Thỉnh thoảng lại thấy thơm nhẹ nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dịu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm, vân vân. Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành êm dịu, ngọt một cách thành thực thiên nhiên, không có chất gì là hóa học. Muốn biết chân giá trị của một hàng phở, phải ăn bát phở chính không thôi. Nếu ngon mới thật là ngon. Và điều hệ trọng của tất cả các hàng phở chính là nằm ở bí quyết trong nồi nước dùng. Sau Vũ Bằng, hơn 3 thập niên vẫn còn có một người Hà Nội nữa viết về phở Hà Nội, đó là Băng Sơn. Ông viết nhiều về các món ăn của người Hà Nội và không quên dành cho phở những trang ân tình. Tùy bút phở của Băng Sơn có thể xem như một biên niên sử về phở Hà Nội, qua bao tháng năm, qua bao thăng trầm. Từ các hàng phở gánh bán rong mà người mua phải đứng mà ăn, cho đến các hiệu phở tên tuổi lừng lẫy một thời. Ông khen Thạch Lam viết được câu văn thoáng chút hương thơm cà cuốn như một nghi ngờ, nhưng ông cũng đồng thời phản đối vì cà cuốn không hợp với phở. Ông không quên nhắc tới một thời khó khăn với những bát phở không người lái. Còn với phở có người lái, ngoài phở bò truyền thống, phở gà xuất hiện như một biến cố mang tính lịch sử, bởi có một thời gian nước ta cấm giết mổ trâu bò. Bên cạnh phở bò và phở gà, có người còn làm cả phở thịt ngựa, phở mọc, nhưng những thứ phở ấy quả là không thể ăn được. Cho đến thời của Băng Sơn viết về phở thì phở đã phát triển rộng khắp, tưng bừng trên mọi phố phường. Nhưng thưởng thức phở cho đúng điệu, cho đủ tinh tế thì không phải ai cũng thấu mọi nhẽ vậy. Phía trên chúng tôi cùng nhớ lại bốn án tùy bút về phở của bốn văn nhân nổi danh trong thế kỷ 20. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót nếu không kể tới bài thơ về phở của nhà thơ Tú Mở mang tên Phở Đức Tùng, được viết từ năm 1934. Văn xuôi viết về phở có thể còn nhiều, nhưng thơ về phở mà lưu lại được trong lòng người xem chừng chỉ có một. Trong các món ăn quân tử vị, phở là quà đáng quý trên đời. Một vài xu nào đắt đỏ mấy mươi, mà đủ vị ngọt bùi thơm béo bổ. Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ, ngọn rau thơm hành củ thái trên, nước mắm hồ tiêu cùng giấm ớt điểm thêm, khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mũi, như xúc động tới ruột gan bản phổi, như dục khơi cái đói của con tỳ, dẫu sơn hào hải vị khôn bì, xới một bát nhiều khi chưa thích miệng, kẻ phú quý cho chí người bần tiện, hỏi ai là đã nếm không ưa, thầy thông thầy phán đi sớm về trưa, điểm tâm phở ngon ơ và chắc dạ, cánh thuyền thợ làm ăn vất vả, phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn, khách làng thơ đêm thức viết văn, được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí, bọn đào kép con nhà ca kỹ, lấy phở làm đầu vị giải lao, chúng chị em sớm bận tối đào, nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc. Phở là đại bổ, tốt bằng 10 thang thuốc bắc, quế phụ sâm nhung chưa chắc đã hơn gì. Phở bổ âm dương, phế thận can tỳ, bổ cả ngũ tạng tứ chi bát mạch. Anh em lao động đồng tiền không rút rích, coi phở là môn thuốc ích vô song. Các bậc vương tôn thường trả phượng nem công, chưa chén phở vẫn còn chưa đủ món. Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn, dẫu sao thành ba lê còn phải đón phở sang. Cùng các cao lương vạn quốc phô trương, ngon lại rẻ thường hay quán giải. Sống trên đời phở không ăn cũng dài, lúc buông tay ắt phải cúng kem, ai ơi nếm thử kẻo thèm. Bài thơ dài 39 câu mà khiến cho ta phải đọc một mạch với nhịp điệu lôi cuốn, vừa hài hước dí dỏm pha chút trào lộng mà vẫn đầy tình yêu mến tự hào về một món ăn mang đậm bản sắc người Việt. Cho đến nay món phở đã vượt qua biên giới Việt Nam để đến với nhiều quốc gia trên thế giới.
ngày 4 tháng 4 được chọn làm ngày vinh danh phở Việt Nam tại Nhật Bản. Từ năm 2017 ở Việt Nam, ngày 12 tháng 12 được chọn làm ngày của phở, để phở trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm mang tính chất phát triển du lịch, văn hóa cộng đồng. Năm 2019, phở được lọt vào top 10 món ăn tuyệt vời nhất thế giới do CNN bình chọn. Chúng ta vừa đến với bài viết Phở trong văn chương Việt của tác giả Đỗ Anh Vũ, được đăng trên báo Đại Đoàn Kết.